bà chồng này đang bị cái nồi đó, nó rung ra đầu chứ nó lì đó. Bị nở cái này luôn anh em à. Hư cái bao tay này, dính gà luôn à. Rồi, cái láp nó bị hú lên nè à, nó bị kêu nè, lắc lại lắc nè đó, nó kêu không mà nó bị trong cái láp á, mình làm mình khắc phục hết cái lỗi này luôn. Nó hú nữa, quay mạnh nha, quay mạnh á, quay quay luôn. À. Nó hú xào xào xào, anh em chạy vô mấy cái gờ giám đốc mà trong cái hẻm mà nó có cái ổ gà, cái nó kêu cọc 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 cọc, khó chịu lắm. Bây giờ mở ra mình sẽ làm khắc phục hết mấy cái lỗi này nha. Đây với các bà chăm để mình test cái nồi zin trước khi làm cho anh em xem nha. Có ra đầu nó chứ. Lọc cọc luôn. Nó lên tới đây thôi. Mình làm nồi cho nó mở tô lên đây ha. Xe nó nhẹ nó bốc mạnh không? Cái lỗi mà kêu lọc cọc này mình làm luôn. À. Mới lắc tay rồi đó kêu rồi. Đây cái nồi với cái thắt 300 mở ra anh em nhìn nè. À, chạy hết bố luôn. Này tới sọc luôn nè. Đó. Nó sọc cái chuông luôn rồi. Nó đi làm mấy này lại hết nha. Nó hết bố cái càng nè. Nó bằng Atimon á, nó bắn nè, nó bắt vô cái này nè. Mòn luôn nè anh em thấy không? Còn đều luôn á. Rồi. Đồ zin nó thì nó lên tới đây thôi. Khoảng 80% mà. Nó làm nồi cho nó mở tua đây luôn. Nó mở hơn 100% luôn. Nó lọc gió rồi nó dơ bà cố luôn. Đó. Nhìn khủng hoảng không? Đen thui luôn. Rồi. Anh em lát làm cái quạt, làm vệ sinh chiếc nước, làm láp, làm bô luôn. Làm tổng quát hết, chạy cho nó nhẹ nha anh em. Đây, sau khi mở két nước ra, quay cho anh em xem nha. À, giờ đóng tại vì nó nằm ở phía sau cái bánh trước rồi. Thì mình chạy nó dính vô, thì nó dính từ cái miếng này rồi. Thì cái bơm nước á là từ cái máy nó bơm lên đây, nó lòn qua thì nó ra cái quạt nó giải nhiệt, mà cái khúc này nó kẹt, nó không có thông á, thì sinh ra nó nóng, nó sinh nhiệt cao lắm. Cũng ra số mấy cái 300 350 rồi, cái két nước nằm ở đây là nó bị hết rồi anh em. Đi thời gian là mình phải làm á, cái quạt zin của nó hơi nhỏ, mình làm cái quạt lớn hơn, nó quay mạnh hơn ha. Đây. Đây cái láp với cái hắt bên trong mà. Nó bị rơ nha anh em. Cái lâu ngày nó có cái độ rơ nhất định của nó. Bây giờ mình sẽ đi chui láp mình xử lý nhiệt lại. Mình thay hết mấy cái mặt đạn này luôn ha. Đấy, mình làm xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Khắc phục hết tiếng kêu hú rắc rắc rồi này kia hết. Đây phải rửa bằng dung dịch nha mọi người. Rồi, trắng như ngọc trinh vậy đó. Xong rồi quay clip cho anh em xem. Vệ sinh hết mấy cái đường mà cát bụi mà nó kẹt vô cái khúc này nè, cái bánh sau nó dính vô, ở bánh trước chứ. Nó dính vô đây nè. Rồi, ok. Đây cái rắc 300 xe này làm tổng quát hết nồi láp lọc gió quạt lớn
xúc rửa cái két là sạch do luôn. Đó, nào, mấy cái đồ này là sạch hết nè, cát bụi rồi ra hết luôn. Đó, sạch tum tum. Rồi nồi thì mình phay bánh bi, bẻ độ dắt xe bài nó mở cái tua lên đây luôn ha, còn zin nó thưởng lên tới đây thôi, khoảng 80% mà. Bố thì mình đi bố carbon nha, bố này nó bắt nó hít vô cái chuồng nó nóng lên nó cũng không bị tụt. Láp thì mình xử lý lại nhẹt chui láp lại hết, thay hết cái đóng mặt đạn này luôn ha. Rồi hai cái quạt lớn luôn, cái quạt nó bự hơn, vì nó nhỏ lắm, nó cái nhiệt độ nó không có đủ, nó không có lắm mát đủ lớn luôn. Rồi hai lọc gió đồng chơi luôn, cái gì nó quá dơ luôn, giờ khủng khiếp luôn. Rồi ok, bây giờ mình ráp vô mình test cho anh em xem, mình làm hết cái tiếng kêu lọc cọc nồi hết giọng hết hú mở tu nó mạnh hơn. Ok anh em, đây gặp bao tay nữa, bao tay zin nó bị nở quá rồi, dặn nó không đi. Đây nó hết 300 mi, thì mình làm full nồi mở tua bốc bô thay lọc gió làm láp làm quạt làm két nước hết rồi, giờ mình test cho anh em xem nha. Ông nồi rất là im nữa, hú không có xào vậy đó. Xíu rồi, đó, tới đây thôi, làm cho nó mở cái tua ở đây luôn, chạy bốc hơn, như lại làm là hết rung rần ở đầu luôn, làm két nước cho nó sạch sẽ rồi cho nó không nóng mát hơn, láp là làm hết hú luôn, anh em bao anh em luôn, thấy không? Nãy mình cố tình mình lắc á là nó sẽ kêu cọc 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 cọc, thấy không? Giờ là em gù thấy không? Đó, cố tình lắc luôn nè. Đó, rồi. Rồi bây giờ mình lắp vô hết rồi mình test cho anh em xem hai cái nước mát quên chu nít luôn đó, mát xịn đi nó mát mát luôn. Quay đây, cố tình quay luôn đó, quay luôn, quay mạnh luôn, lên máy nhẹ nhàng á, rồi móc theo bài, rồi mình làm rồi xe cho nó nhẹ hơn, mát đúng không? Ném yêu cầu hả mình nha, thì tiếp tục công việc cùng anh em, hôm nay là đại hội xe Honda nha anh em, Vision đã thắt việc cái thắt 300 mét. Radio 150, radio 160 đủ luôn.
lít Thái nè, radio 300 luôn, quay cho xe luôn, đầy đủ các loại. Nhà với hạt Việt dọn nguyên con rim basi quay ba then đi lăng rồi, cố gắng tranh thủ trong xe cho anh em nha. Hôm nay là nhà Honda nha anh em. H300 là lít Thái, 300mm Vision, quay rim Sonic, Vario, SHI nè. Đó, toàn là nhà Honda không à. Tại TPK team nha. Đây là Honda quá nhiều luôn.